Ơi, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay ăn trơn trâu anh em ạ. Làm nấu với lá bón bén, làm một nồi cháo. Ơi, vui đi đã. Ơi, vui đi. Chỉ là cho vào nồi làm một nồi cháo, cho lá bón bén vào. Phương phức ra rồi anh em ạ. Cái này mình nấu là cho vào đá bón vén vào nữa thì ok. Cái này canh bón cũng được nhưng mà bón vén ngợi hơn. Ơi anh em ạ, thui len xì luôn. Đấy, cạo nó ra để nó bằng ướp để nấu lá bón bén. Chắc cái này thì mình phải nấu đến tối mới ăn được vừa nhỉ? Chắc phải tối thôi đấy chồng. Đấy, tối, tối mới ăn. Mình nấu lá bón bén qua được lá bón bén. Cái này lá nấu để lại sáng mai ăn thì nó lông vậy, ăn ngon lắm, lông kiểu lông như thạch ý. Ăn nó thật lắm, nó còn béo ngợi nữa cơ mà. Ôi da. Anh em lội ba toa kia nó móc hàm. Cái này là quá chuẩn nhưng mà mình làm không biết làm. Cái này vừa này nó có thớ ở đây rồi đây này. Chắc phải chặt theo khớp của nó ấy nhỉ. Đây này, kẻ co chỗ này ra đây này. Đấy, đấy mình cũi. Hay là mình làm cả miếng to này vợ nhỉ? Ăn miếng to đây này, mỗi người một miếng thế thôi vợ chồng ấy. Là hầm đến tối là vừa ăn. Đây này, như này thôi. Cái này là vợ chồng mình hầm đến tối là ăn thế thôi. Đấy, để nó nhừ. Đấy. Đấy thì ok rồi nhưng mà cái này thì thế nào nữa bây giờ ấy. Tùy nó này này, ok chưa? Rồi thế này luộc lên thôi. Tối là cho cái này nếu mà có nước bò gạo đấy chuẩn lắm vợ ạ. Cho nước hay là ấy đi, cho nước bò bạc gạo đi nhỉ? Thế cũng được. Đấy, nước bò bạc ấy mà bò gạo bảo là ok ngon. Bỏ gạo vào. Đó, một nhục mỏ. Đấy, nấu đến tối là để nó cạn nước là cho lá bón vén vào với cả cháo vào nữa là ok luôn. Ai à. Đấy, cho muối mì vào. Cao quá, đẹp lắm.
Chồng con lấy được không đây? Lá, cái này là gọi là lá bón bén. Thường thường là gọi là lá ngón à. Ok, lá bón bén này, lá chua anh em ạ, để nấu xương thì quá là tuyệt vời luôn. Này đấy, nấu xương với cả hầm với xương lẩu con lợn thì quá là ok luôn. Đây này anh em này, đồ lù lù đồ dốc đây này, được chưa? Đây rồi này, này mai kia lên xi thế mình ít mang về làm xào măng chua. Cái này mà ghé măng chua ăn thì quá là đỉnh cao rồi. Phải có cơi chọc đấy. Đấy, nhiều là trên cơi cánh cao. Đu đủ kia làm nộm thì nhỉ, cho nước măng chua vào thì đi. Quá là ok. Thôi đi. Trồng được một nắm to rồi, thoải mái ăn rồi. Nhiều quá, cho nhiều quá là lâm ra nó chua. Rồi ok, đi về thôi. Đấy, đá bón bén, bây giờ là rửa giấy sạch sẽ, là bọt nát ra là cho vào đấy thôi. Chờ trước kia mình cứ hay giá, bây giờ thì bỏ nát nó đi là cũng ok thôi. Đấy, rửa giấy đi đã. Bò tay như thế này để nó nát ra, cho vào là ok ngay. Cho 3-4 gói cháo vào nữa là ok ngay. Cho hết này, hiểu này. Chua ăn nó ngon. Lâu rồi ăn chua nó sướng. Ai da, nóng hổi. Ủa nhừ rồi, vừa ạ đây này. Chắc cạn nước hết rồi nhỉ? Ờ, cạn nước đây này, còn giờ còn được thêm nước cơ mà. Rồi, ok rồi đấy, đây này, nó nhừ như thế này này, ăn nó ngậy được này này. Cho một ít cháo vào, anh em ạ. Đấy, cho cháo vào để nó ngậy. Mới mì cho rồi, bây giờ là chỉ xúc lên ăn thôi đúng không? Đấy, để cháo nó nhừ một tí. 2 phút nữa ăn. Ai da, ôi được rồi. Đấy. Ai da, chặt chà. Ôi da. Đấy, cho lá bón bén vào là ok. Chua đấy, cái này chắc là chua đấy. Mickey. Nồi cháo trơn trâu.
Ôi, Osiki. Một bát to khủng đô. Ôi, xin mời tất cả anh em ăn cơm cùng vợ chồng mình nhá. Ôi, anh em ạ, ăn trơn của con trâu anh em ạ. Ôi, nấu lá bón bén. Ôi, làm cái miếng to này sao nào vừa này. Ôi, xuống chưa anh em. Ăn như này cơ mà. Ôi, nhưng mà nóng quá. Ôi, mình quên tầm ấy ạ, từ. Ấy, bỏ nó xuống lại. Tầm khén bốn mà đã. Đấy, món này phải có một ít mắc khén phố này, nó bây giờ đúng vị của bài của nó. Ôi, cho ít tẩm chéo vào nữa, cho nó cay ăn nó sướng. Ôi dồi, tràn ngập ngập vào sữa anh em. Nhưng cảm giác nó sẽ chua đấy, mình cho bao nhiêu quá. Buổi trưa là phải ăn chua mà. Ờ đấy, nó nóng thế này ăn chua nó sướng. Đây rồi, nồi cháo của trơn trâu. Rồi xin mời tất cả anh em nhá. Đâu thử mới mì đã. Ôi dồi, tàn dụ ác. Rồi xin mời tất cả anh em. Ngừ rồi. Ngừ phải gém ớt tươi anh em ạ. Ui dồi, mùi hạt mắc khén xuống thế. Ui, nóng quá vậy ạ. Ôi, ăn như này nó như này ăn xuống. Quá tuyệt vời. Đây, nước dùng của nó quá là tuyệt vời luôn này. Mình cho nước con bò gạo vào chảo chảo lúc nào cũng vẫn ngon. Ăn như kiểu đùi gà ấy anh em ạ. Nước cay nóng sữa ác. Ăn món như nấu như đó. Vừa nóng vừa hầm, vừa nóng
đi lôi với nhau anh em ạ. Quá được tuyệt vời luôn ha. Mời đây vợ ơi, mời đây ăn cùng chồng đi này này. Vẫn phải vào ăn cùng chồng đây. Đây này, vào ăn một món ngon này này này. Chân giò của nó này. Vào đây. Ăn chân giò này có sứa nhiều lắm đấy mà thế mà. Xin mời tất cả mọi người ăn cơm của chồng em. Rồi ăn đi vợ đây này. Làm cục đây này. Chân to. Ủ đấy. Món to này xem nào. Số ác. Vợ thử nước đây. Ừ. Được, nước nó đủ mấy mì rồi. Mùi hạt mắc khén. Ừ. Hạt mắc khén con cho cả chằm chéo mùi gà rồi số ác. Nóng quá. Ăn đi, nóng một xíu. Mình cho hạt mắc khén nhiều quá. Nóng quá. Nấu em hết một buổi là nhừ rồi. Này thì mang về cho nó. Các loại cậu còn cả con trâu đúng thì có cái đấy thôi đúng không? Cái kia là ngon nhất đúng không? Đấy, dưa ra hết rồi. Đấy. Rồi, ăn đi. Béo vậy. Béo vậy, đây này. Ăn đi. Tùy của nó là đây này. Đấy. Ăn như này mới hợp mỏ. Ê, quẩn này, quẩn này. Con rôn kia gặp xương ấy. Được chưa? Nhưng mà không nóng chứ ngon hơn nhỉ. Mà ăn nóng hơn, béo hơn. Đi ăn mạnh đi mà cầm bên đi, cầm bên lên gặp đi. Đấy, gặp lên này, chỗ này này nhiều thịt mà. Đây rồi. Ôi trời. Đấy, móc tay hết nó kiểu nó nhừ ấy. Nó mà nó khay cái hạt nhiều mất khay đấy, thêm nước vào rồi trong nồi vẫn còn nó khay nữa. Đấy, sẽ là ăn được sướng không đúng không? Đây này, ngon nghẹ của nó đúng như giống như kiểu cầu của ô tô ấy. Ừ.
ăn như thế này thì con Nicky cũng nhìn thấy cũng khóc. Rồi ăn đi vợ ơi, quá là tuyệt vời luôn nhỉ vợ nhỉ. Chết luôn người này. Ừ. Anh này nó sướng mà. Ăn như này nó sướng, nó giòn. Mềm mềm dai dai. Này. Vừa hết rồi này. Rồi. Chương trình vợ chồng mình ăn trân châu đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhá. Tất cả mọi người. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Làm món này lâu lâu làm một món ăn một lần thì ngon.